chào chiến với ông Tâm gì đây? Ông chú các cháu đầu tình hình là chuẩn bị lên nhận chức đại ca ở đất Hà Nội này. Chú cắt ở đầu cháu ở đầu nào, thiết kế ở đầu nào mà nhìn phát là biết là máu mặt rồi. Là máu mặt, là đại ca của các băng đảng Hà Nội luôn đấy. Đúng rồi. Nhìn mày chuyện luôn nhá. Bố lại bố. Bố các lại bố đời luôn nhá. Đúng rồi chú. Vào viện vào luôn. Vào viện luôn. Dậy đây ông cháu ơi, xong rồi đấy. Ủa ông chú ơi, quả đầu ý nhận chức đại ca bố gọi báo cháu đâu nhỉ? Đấy ông cháu. Ủa ơi, hình như cả đuôi ông, cả đuôi Hoàng Phi Hồng. Ờ, chú nói luôn cả đuôi Hoàng Phi Hồng cho cháu luôn. Được đấy chú ơi. Được không? Được. Vào việc luôn, cho cháu gửi tiền với. À, của ông cháu 100 với cả đuôi Hoàng Phi Hồng 400 là 500. Ủa, nay em xin bồi cháu 5.000 thôi. Ôi rồi. Chú, không được đâu. Chú thông cảm cháu gái. Được, 5.000 không được đâu. Chú thông cảm cháu gái. Chú thế chú nhớ nhận không? Chú nhận không? Không lấy đâu. Không, lấy đi, cháu về nhá. Mai quay ở trong. 5.000 thì cắt đuôi Hoàng Phi Hồng môi cần chéo đùa. Mẹ, đến nay thì bịt nhau ở đây đây. Có mỗi 5.000 mà ông cháu giả tiền thế này cay thật đấy.